Chào mừng các em đã đến với khóa học Ôn thi Trung học phổ thông môn Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hôm nay, cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1965. Với nội dung thứ 3. Đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1965. Nội dung này bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên là phong trào đồng khởi từ năm 1959 đến năm 1960 và phần tiếp theo là miền Nam chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ từ năm 1961 đến năm 1965. Trước tiên, các em hãy kiểm tra trí nhớ của mình bằng cách trả lời câu hỏi sau. Các em trả lời rất tốt. Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào phần đầu tiên. Phong trào đồng khởi từ năm 1959 đến năm 1960. Trong phần này, cô và các em sẽ lần lượt đi tìm hiểu về nguyên nhân bùng nổ của phong trào đồng khởi. Tiếp theo là những nét chính về diễn biến trong phong trào và cuối cùng là kết quả và ý nghĩa mà phong trào đồng khởi đem lại. Phong trào đồng khởi bùng nổ bởi các nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất, đó là trong những năm từ năm 1957 đến năm 1959, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn khi Mỹ Diệm tăng cường đàn áp khủng bố cách mạng vào tháng 5 năm 1959, Ngô Đình Diệm đã ban hành đạo luật 10 năm 9, đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, công khai chém giết, mở rộng chiến dịch tố cộng, diệt cộng với khẩu hiệu lê máy chém đi khắp miền Nam, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vì thế mà phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp dã man, cách mạng chịu nhiều tổn thất nặng nề. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát hình ảnh máy chém dưới thời Ngô Đình Diệm đây là dụng cụ hành quyết tất cả những phạm nhân bị kết án theo đạo luật 10 năm 9. Việc hành quyết những người bị kết tội được thực hiện bằng máy chém với mục đích gian đe và gây khiếp sợ cho những người cộng sản. Và theo ước tính, từ năm 1957 tới năm 1959, đã có hơn 2.000 người Việt Nam Cộng Hòa bị hành quyết bởi tội danh là đảng viên cộng sản. Vậy, theo các em, trước hoàn cảnh đó, cách mạng miền Nam Việt Nam nên sử dụng phương pháp đấu tranh nào? các em trả lời đúng chứ? Chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự bùng nổ của phong trào đồng khởi. Đó chính là sự chỉ đạo trong đường lối của Đảng. Trước những hành động của Mỹ thì cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam đòi hỏi cần phải có một biện pháp quyết liệt hơn để đưa cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách. Vì thế, vào tháng 1 năm 1959, hội nghị lần thứ 10 năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực để đấu tranh. Đồng thời nhấn mạnh, ngoài con đường sử dụng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác. Phương pháp đấu tranh cơ bản là đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thiết lập chính quyền cách mạng của nhân dân. Nghị quyết của Đảng chính là động lực để thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam từng bước phát triển và trở thành phong trào đồng khởi có quy mô rộng lớn. Vậy phong trào đồng khởi diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần tiếp theo, những nét chính về diễn biến. Ban đầu, phong trào đồng khởi nổ ra lẻ tẻ ở một số địa phương như huyện Vĩnh Thạnh ở Bình Định, huyện Bắc Ái của Ninh Thuận vào tháng 2 năm 1959. Sau đó, phong trào đã diễn ra đỉnh cao ở tỉnh Bến Tre. Vào ngày 17 tháng 1 năm 1960, nhân dân ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày, Bến Tre đã đồng loạt nổi dậy. Cuộc đấu tranh đã nhanh chóng lan ra toàn huyện Mỏ Cày và cả tỉnh Bến Tre. Từ tỉnh Bến Tre, phong trào đã lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ. Các em hãy quan sát lược đồ về phong trào đồng khởi. Chúng ta có thể thấy, phong trào đồng khởi diễn ra trên quy mô rộng lớn từ Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Trung Trung Bộ. Và đây chính là tỉnh Bến Tre, trung tâm của phong trào đồng khởi. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong những nét chính về diễn biến của phong trào đồng khởi. Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi sau. Các em trả lời rất tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục đi sang phần thứ 3. Kết quả và ý nghĩa của phong trào. Đầu tiên là về kết quả Thắng lợi của phong trào đồng khởi đã phá vỡ từng mảng lớn trong bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp ở thôn xã của Mỹ. Trong tình thế đó thì mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1960. Thắng lợi của phong trào đồng khởi đã có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Ý nghĩa đầu tiên đó là đắt dáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân của Mỹ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai ngô đình diệm. Và thứ hai, phong trào đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, chấm dứt thời kỳ ổn định tạm thời của chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam và mở ra một thời kỳ khủng hoảng của chế độ Sài Gòn. Hình ảnh các em quan sát ở đây chính là lễ thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 20 tháng 12 năm 1960. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, chủ trương đoàn kết tất cả các tầng lớp, nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo và nhân sĩ yêu nước để đấu tranh đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tập đoàn Ngô Đình Diệm. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã có vai trò to lớn đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu xong về phong trào đồng khởi từ năm 1959 đến năm 1960. Để củng cố kiến thức, cô mời các em trả lời câu hỏi sau chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên olm vn